Em chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là cái cây kiếm Trấn Sơn. Cái cây lan kiếm Trấn Sơn đây thì một cây xuất phát như em tìm hiểu thì nó là một cây xuất phát từ miền trong. Và cây này là dạng kiếm Tiên Vũ, Thùy Trơn. Thùy Trơn thì mọi người cũng biết rằng em nói là Thùy Trơn chính là cái trụ phấn nó trơn á. Cái cây kiếm Trấn Sơn này thì mọi người nhìn chi tiết hoa nó một chút nhé. Ở đây mọi người nhìn này, hoa của nó là dạng giống cây vị hoàng, nó có cái thùy trơn, có nghĩa là cái trụ phấn chính giữa nó trơn và cần hoa xanh sạch. Anh chị lưu ý những cái điều đấy nhé. Có nhiều người người ta bán cái cây kiếm Trấn Sơn này nhưng mà cần hoa không xanh sạch thì mọi người nên chú ý. Cái cây mà cần hoa không xanh sạch và mầm không xanh sạch ấy, cái mầm cây này này không xanh sạch ấy, thì không phải là cây Trấn Sơn. Cây Trấn Sơn là cái cây mà cần hoa xanh sạch, trụ nhụy xanh sạch. Đây mọi người nhìn nhá. Đấy, dù trong góc độ nào đi chăng nữa. Và đây là cái bông hoa của nó, bông thì nó giống cây thùy trơn thôi. Đấy, thì những cây này thì nó là khác cây thùy trơn bởi thân lá. Khác bởi thân lá, khác bởi hoa và môi hoa. Cánh hoa nó khác một chút anh chị ạ. Còn cái cây vị hoàng thì nó khác một tí. Cây Trấn Sơn này hoa nó là màu xanh vàng, nó cái dạng là kiếm Tiên Vũ ấy. Thì kiếm Tiên Vũ thì bình thường nó hoa màu vàng tím đúng không ạ? Thì cái màu tím thì nó bay bớt đi rồi thì bông sáng bông, thì nó là trụ nhụy trơn và cần hoa xanh sạch, anh chị lưu ý như vậy. Riêng cây Trấn Sơn này là như em thấy là nó nở nhà em đây, là mọi người thấy đây là nó là cần hoa xanh sạch, cần hoa xanh vàng anh chị nhé. Có một số người lấy cái cây gọi là Trấn Sơn nhưng mà người ta cái cần hoa của nó không phải là xanh vàng như cây này anh chị ạ. Thì anh chị lưu ý. Thì hôm nay em giới thiệu để mọi người nhận biết về cái thân lá cũng như là hoa, chia hoa của cái cây kiếm Trấn Sơn này. Thì đây mọi người cùng xem tổng thể của nó mọi người nhé. Đây, đây chính là tổng thể của cái cây kiếm Trấn Sơn. Chuỗi hoa của nó mọi người nhìn ạ. Mọi người nhìn chuỗi hoa này thì nó cũng là tương đối là thưa đúng không? Nó không phải là dày lắm. Đấy. Và nó thường chia hoa là hai bên. Ở cái phần trên thì nó gần gốc thì nó sẽ chia hoa là có cả giữa, nhưng mà thường nó chia hoa lung tung, nó không được dày bông lắm. Cũng có thể là do cây này là nó cũng không phải là cây quá to nên là cần hoa nó cũng không dày lắm. Có một số người là anh chị nuôi là rất là tốt thì cái cây của nó, cây Trấn Sơn này nó to lá khoảng 5 cm cơ. Lá 5 sen 6 sen cơ. Đấy. Nhưng mà cái cây này của em thì em chỉ nuôi nó khoảng tầm hơn 4 sen thôi. Thì cây này nó vẫn là dạng cây nhỏ, nó không phải là cây to. Thì cái cây Trấn Sơn này có người mà người ta nuôi cổ tay ấy. Đấy, củ nó to cổ tay á. Thì là cần hoa sẽ to dài đẹp hơn. Thì em cũng nói, có nghĩa là riêng về tất cả các cây kiếm hay là cái cây lan nào cũng vậy. Khi chúng ta nhìn một bông thì chắc chắn nó không đánh giá được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà phải nhìn nhiều bông, tổng thể cả một chuỗi cần hoa như này thì mình mới đánh giá được là cây này nó đẹp không. Đấy. Nó cũng như là những cái cây kiếm Huế hay Phan Chí, tại sao nó đẹp? Bởi vì nó được tất cả, nó được cả chia hoa, cả cánh hoa, cả màu sắc và nhiều yếu tố thân lá nữa. Đấy, chứ không phải chỉ hoa không. Thì đây là cái cây Trấn Sơn, mọi người nhìn thấy dáng lá nó là dáng lá rực anh chị ạ. Thì bây giờ em vào giới thiệu đến thân lá nó một chút xong rồi để anh chị dễ nhận biết về thân lá của cái cây này cũng như những cái video khác. Nếu mà nói về cây Trấn Sơn thì nó là cây thân mầm xanh sạch anh chị nhé. Mầm xanh sạch có nghĩa là gì? Cái mép lá này, tất cả cái lá này nó đều là xanh sạch như tất cả cái cây thùy trơn khác hay là những cây an ba, cây semi hoặc an ba. Đấy, thì dạng một phần thì người ta gọi là semi ạ anh chị ạ, còn toàn phần thì gọi là an ba. Như cây xanh Huế là an ba, như cây Phan Chí thì gọi là semi bởi vì lưỡi nó vẫn còn hồng, môi hoa còn hồng. Nhưng mà thường tất cả những cái cây đấy thì cái lá này của nó này đều xanh sạch anh chị ạ. Anh chị đi mua đi xem mà tìm hiểu thì tất cả nó đều là xanh sạch. Riêng cái cây Trấn Sơn này nó là xanh sạch anh chị nhá. Nếu như mà là có ám tím hoặc ám nâu thì không phải rồi, chắc chắn luôn. Bởi vì cái này nó xanh sạch và nó cần hoa xanh nên chắc chắn nó sẽ xanh, chứ nó không như cái cây khác, ví dụ như cái tầm hồng minh vậy. Ví dụ đấy. Thì mọi người để ý cái mép lá này, cái mép lá ở trên cái mầm thôi anh chị ạ. Chứ còn thân mà nó to như bên này thì lại không thể để ý được. Bởi vì thân to như bên này thì nó vẫn là xanh thôi, nó vẫn là xanh anh chị ạ. Nhưng mà nhìn thì nó không chuẩn bằng những cái mầm nhỏ này. Bởi vì cây mầm nhỏ này là cái cây nó đẻ ra và mình nhìn là mình sẽ biết. Còn những cái lá già này
thì nhiều khi nó xanh nhưng mà kiểu cái lúc non nó tím ấy, lúc bé như cái mầm bên này nó tím này, nhưng mà khi mà lớn như bên này nó lại xanh, thế nên chúng ta không thể nhìn, không thể biết được. Và nhiều khi nó già rồi thì nó sẽ vàng khô như này anh chị ạ. Đấy là cái màu sắc của cái mầm, cái dáng lá của nó, anh chị nhìn nó, dáng lá nó tương đối rực. Anh chị nhìn cái dáng lá này, dáng lá nó là dáng lá rực. Đấy, nó cũng có những cái lá dạng úp thìa như là cái cây kim huế hoặc là như cái cây vị hoàng, nhưng cái này lá nó cứng, cảm giác nó rất là cứng anh chị ạ. Nó cứng như kiểu là dòng Đài Loan ấy, hay là cây kiếm Điện Biên, Trăng Điện Biên ấy, hay là những cây Taiwan ấy, là dòng lá cứng, lá nó cứng và nó dựng thẳng lên ấy. Thì lá nó cũng dày nhưng mà nó cứng, chứ nó không phải dày như kiểu thằng Phan Chí. Thằng Phan Chí nó dày nhưng mà nó vẫn mềm, nó vẫn hơi lả lướt. Còn cái thằng cảm giác là nó rất là dày và cứng nên nó mới dựng thẳng như này, chứ nó không phải là xòe ngang như mềm như Bảo Lan hay là Phan Chí hay một số cây khác. Thì cây Trấn Sơn này thì mọi người nhìn dáng lá của nó một chút thôi, nó vẫn có dáng lá thì dạng như cây xanh huế và dạng lá cứng như là dày thẳng đứng như kiểu là cái cây Điện Biên. Thì cái cây này nó là cây rừng Việt Nam nên là nó có dáng lá như vậy, dáng lá nó có một số cái đặc trưng như kiểu là cây xanh huế. Còn ví dụ như là cái cây Phan Chí thì nó không có dáng lá đặc trưng kiểu xanh huế, bởi vì cây đấy khả năng nó là cây Campuchia. Nhiều người chơi cũng sẽ bảo là cây Campuchia thì nó thân lá nó đẹp, nó mới to dày như vậy. Chứ còn cây như cây miền Bắc, có nghĩa là cây rừng Việt Nam thì ít, có rất ít kiểu dáng lá như vậy. Thế nên là mọi người thấy là bây giờ người ta bán hàng cân mà bán kiếm nguồn gốc Campuchia, thân lá rất là đẹp. Và thân lá đẹp thì nó là một cái nguồn gen thôi, còn về sau thì nếu như chúng ta có nuôi được hay không thì câu chuyện nói khác anh chị nhé. Bởi vì khi anh chị nuôi thuần đó, thì nó có những cây thì anh chị có thể nuôi lá to được, nhưng có những cây anh chị không thể nuôi lá to được. Thì nó phụ thuộc vào cách chăm sóc và nhiều khi nó khí hậu của từng môi trường, từng vườn khác nhau anh chị ạ. Còn dáng lá cây Trấn Sơn đây anh chị nhé, cái cây Trấn Sơn này, những cây kiếm khác thì cái đầu khuyết lá này không quan trọng lắm anh chị ạ, nó chỉ là thuyết tương đối thôi anh chị ạ. Anh chị nhìn này, cái ví dụ như cái lá này anh chị nhìn nó khuyết khá nhiều đúng không, nhưng sang cái lá này nó ít hơn này, sang cái lá này nó khuyết kiểu khác này. Đấy, cái lá này khuyết bên trái nhá, nhưng cái lá này khuyết bên phải. Đấy, bên trái bên phải thì nó không quan trọng, hay đầu khuyết chéo nhiều hay chéo ít không quan trọng anh chị ạ. Quan trọng anh chị mua được chuẩn giống và chuẩn cây thân lá dạng này, dạng này thôi nhá. Đương nhiên là nó vẫn có những cái nó có thể là thay đổi hình thể khác hơn một chút, thì nó phải kèm theo cả hoa nữa anh chị ạ. Hoa thì em sẽ nói với cây này một chút. Cây này thì nó là cần hoa xanh sạch và tổng thể một cần hoa đây, tổng thể cần hoa của cây Trấn Sơn, kiếm Trấn Sơn. Thì mọi người sẽ thấy là cây này nó khá là thưa bông, nó không dày bông, nó như cây vị hoàng á, nó thưa bông như này này. Đấy, nhưng cây này em thấy là cái bộ cánh của nó rất là đẹp, bộ cánh nó đẹp và nó không bị quăn như là cây vị hoàng. Cây vị hoàng nó quăn hơn. Hoa của nó thì trụ nhị sạch, trụ nhị trơn. Đấy, mọi người nhìn cái bông này này, là mọi người sẽ thấy trụ nhị nó trơn, nhưng nó sẽ không trơn hết, bởi nó sẽ có một hai chấm như gọi là dạng bụi này, anh chị thấy không? Ngay đầu đỉnh. Đấy, thì cái cây Trấn Sơn hay cây vị hoàng nó biến thiên như vậy. Nếu mà chúng ta chơi thì em thấy là những cái cây này, nếu mà so với giá ở thời điểm hiện tại thì cây này đang rẻ hơn cây vị hoàng. Đấy, mà hoa của nó thì nếu mà để nói là nó cũng giống nhau, nhưng có cái là khác cái tên. Cái Trấn Sơn này em thấy hoa nó rất là đẹp, hoa nó màu xanh vàng và nó cũng có những cái sắc tố gọi là tím đỏ, đỏ tươi cũng rất đẹp. Thì mọi người cùng xem thêm và nhớ giúp em là cái cây Trấn Sơn này nó là cái cây cần hoa xanh vàng anh chị nhé. Cần hoa của nó màu xanh vàng chứ không phải là cần hoa màu tím hoặc là hơi ám nâu. Có những cần hoa hơi ám nâu chúng ta sẽ nhìn vào cái góc này, từ cái thân cần hoa ra cái cuống hoa ấy. Mọi người nhìn đây như cái này nó sạch sạch này. Có những cây nào mà nó hơi ám tím hoặc hơi ám nâu thì là không phải. Hoặc là ở từ cái cuống hoa này ra cái bông hoa thì cái góc đấy nó cũng sẽ hơi ám nâu anh chị ạ. Đấy, thì anh chị lưu ý ở những cái điểm đó, những cái điểm này này, những cái điểm mà giao giữa cần hoa với cả tay hoa này. Cần hoa, cái to to này cần hoa anh chị nhá. Cái này là tay hoa. Đấy, tay hoa thăng hoa như những cái bông này thăng hoa này. Đấy, còn những cái bông ở dưới này gọi là rủ. Đấy, nhưng mà thường những bông trên thì nó sẽ là thăng hoa. Đấy, ví dụ như vậy.
Cái cây chân sơn này thì mọi người nên để những cái điểm đó, những cái điểm mà giao từ cần hoa đến tay hoa này, hoặc từ tay hoa đến bông hoa ấy, thì nó sẽ có những cái điểm góc này, điểm góc này anh chị nhá, điểm góc và điểm góc này, thì mọi người thì sẽ thấy là nó cần hoa nó xanh thạch thật hay không ấy. Thì là cái cây chân sơn này là cây rất là đẹp anh chị ạ, mời các bác cùng ngắm và tìm hiểu thêm để sưu tầm cái cây chân sơn này anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.